Chúng ta đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm 1999. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sơn Thượng trong khóa tu mùa đông. Chúng ta học tiếp nhất bài thừa luận. Xin quý vị mở ra bản tiếng Việt tăng 5. Chủng tử của các pháp ô nhiễm trong Alaya là khác hay là một với Alaya? Các chủng tử ấy trong Alaya thật ra không phải khác mà cũng không phải một với Alaya. Nhưng sự phát hiện của Alaya lại có khả năng làm phát hiện tất cả các pháp ô nhiễm, cho nên Alaya được gọi là nhất thiết chủng thức. Bên tiếng Pháp ở trang 8 chúng ta đọc: Le germe de dharma souillé contenu dans la connaissance réceptacle forme-t-il une catégorie substantiellement différente ou non différente de cette connaissance? Ces germes substantiellement ne sont ni différentes ni non différentes de la connaissance réceptacle. Toutefois, la connaissance réceptacle naît de telle manière qu'elle a le pouvoir d'engendrer le dharma souillé, on l'a dit, muni de tout le germe. Bản tiếng Anh trang 21. These devices identical with are different from the container consciousness. They are not different as if they were separate realities. But although when joined, they are not different from it, yet they are not identical with it either. The container consciousness arises in such a manner that when permeations are engendered, it has full capacity to engender defilements as different. This is why it is called a seminal consciousness. Chúng ta đã nghe nói tới hai cái danh từ là năng tàng và sở tàng. Năng tàng nó có nghĩa là có cái khả năng nắm giữ và duy trì. Còn sở tàng tức là cái đối tượng của sự nắm giữ, của sự duy trì. Có thể dịch tiếng Anh là the container and the contained. Cũng giống như là một cái bảo tàng viện, là một cái tòa nhà lớn. Cái bảo tàng viện là cái tòa nhà lớn. Và cái tòa nhà lớn đó nó có thể giữ gìn được tất cả những cái bảo vật trong bảo tàng viện. Có những cái bảo vật rất là lâu năm, rất là quý. Và vì vậy cho nên cái nhà đó nó chứa được những cái vật. Thì người ta hỏi cái nhà chứa với cái vật được chứa, nó là một hay là nó là khác? Nó là một cái hay là nó nhiều cái? Thì mình có thể thấy rằng nếu mà mình có cái nhà lớn á, mà không có những cái bảo vật nó nằm trong đó, thì làm sao mình gọi là bảo tàng vật được? Bảo tàng luôn luôn là nó bảo tàng cái gì, phải không? Nó gìn giữ, nó cất chứa, là bao giờ nó cũng phải gìn giữ và cất chứa một cái gì. Cho nên bảo tàng viện không phải là cái nhà không. Bảo tàng viện là kể luôn những cái vật, những cái vật quý giá mà được cái nhà lớn đó nó đang giữ gìn. Và vì vậy cho nên cái danh từ bảo tàng viện là không có phải chỉ cho cái nhà không, mà nó chỉ cho những cái vật mà cái nhà đó nó cất giữ. Và những cái vật đó mà nếu không có cất giữ thì nó cũng không còn được. Và vì vậy cho nên hai cái tuy là hai mà kỳ thực là một. Tuy là một nhưng mà nó là hai. Cho nên cái sự thật của nó không phải là hai mà cũng không phải là một. Thì cái thức Alaya nó cũng vậy. Alaya nó có nghĩa là
tàn trữ, giữ gìn, duy trì, đừng làm cho mất. Nhưng mà nó cũng là cái đối tượng của sự tàn trữ, duy trì và giữ gìn. Và chúng ta biết rằng cái liên hệ giữa Alaya và các chủng tử là nó như vậy. Alaya nó làm phát hiện ra chủng tử, và chủng tử nó Alaya nó cất giữ những cái chủng tử, và nó làm phát hiện ra những cái hiện hành đó. Dịch tiếng Anh là, dịch tiếng Anh có thể là phenomena, các pháp á, dịch một cách dễ dàng là the phenomena, things. Có khi mình gọi là những cái formations, những cái hành, như là cái bông hoa cũng là một cái hành, sự buồn dần của mình cũng là một cái hành. Bên là vật hành, bên là tâm hành. Về tất cả những cái hạt giống ở trong tàng thức, nó được biểu hiện ra thành ra những cái hành đó gọi là những pháp. Và tại vì những cái pháp đó được nhận thức không có đúng đắn, cho nên những pháp đó gọi là những pháp ô nhiễm. Không phải là tại vì nó thối tha, nó dơ bẩn. Ô nhiễm nó có nghĩa là mình không thấy được cái chân tướng của nó. Cái nhận thức của mình còn mang tính chất sai lạc, vô minh. Vì vậy cho nên các pháp nó mang tính cách ô nhiễm. Vậy thì Alaya nó làm phát hiện ra những cái hiện tượng, những cái pháp gọi là ô nhiễm. Và những cái hiện tượng, các pháp ô nhiễm đó, nó lại huân tập trở lại Alaya, tức là nó lại làm cho những cái hạt giống mới nó tuôn vào trong Alaya rao rào, để rồi Alaya lại làm phát hiện trở lại. Nó giống như là đất vườn, nó làm phát hiện ra những cái loại hoa, những cái loại trái, những cái loại hột. Rồi những cái loại hoa, loại trái, loại hột đó nó làm rơi xuống đất vườn, để đất bừa vườn nó lại có thể tiếp tục. Vì vậy cho nên chúng tự nó sanh ra hiện hành, và hiện hành nó sanh ra chúng tự. Và vì vậy cho nên các pháp và Alaya, chúng tự và Alaya, nó nương nhau và nó tạo tác vào nhau. Trong cái này nó có cái kia, và trong cái kia nó có cái này. Mình phải tập để hiểu cái chữ nhiễm ô này, nó theo cái ý là không có sáng suốt. Các pháp nhiễm ô là các pháp bị nhận thức một cách sai lạc. Và khi mà mình nói trình độ, tức là cái cõi không nhiễm ô á, thì nó không có nghĩa là bên đó nó không có những cái chất ví dụ như là phân hay rác. Mà là bên đó cái nhận thức nhiễm ô nó không có, là không có nhiều. Nó có thì nó có rất ít. Trong cái chùa bên Trung Quốc, nó có cái câu là hữu độ tức phi tình. Hữu độ tức phi tình, tức là có một cái cõi nước rồi thì làm sao cõi nước đó nó tịnh được. Có một cõi nước thì thế nào cũng có cái chuyện người ta ăn uống, người ta nấu nướng. Mà hãy có ăn uống nấu nướng thì là có rác, có phân, có cầu tiểu thì làm sao mà tịnh được. Hữu độ tức phi tịnh, có cái độ rồi, có cái cõi nước rồi thì làm sao mà tịnh được. Mà hãy có cầu tiêu là có mùi hôi. Có phân rác là có mùi hôi.
Nhưng mà cái tình ở đây, cái nhiễm ở đây nó không có nghĩa là như vậy. Cái nhiễm ở đây nó có nghĩa là không có cái vô minh, cái sai lầm. Từ cái sai minh, vô minh sai lầm đó nó tạo ra những cái ghen giận, buồn bã, tuyệt vọng. Mấy cái đó nó gọi là ô nhiễm. Chứ không phải là mình có phân rác mà gọi là ô nhiễm. Nếu có phân rác thì làm gì có hoa. Mà nghe nói bên tịnh độ là có hoa, rất là nhiều hoa sen, mỗi cái nó lớn bằng cái bánh xe. Thì nếu không có rác làm sao nuôi hoa được. Cho nên tịnh độ nó có rác, nó có phân. Nhưng mà nó không có ô nhiễm của tri giác sai lầm, nó có ô nhiễm của sự giận hờn, của sự ganh tị. Và như vậy thì mình có thể làm cái đạo tràng của mình thành một tịnh độ. Tại mình tuy có rác, có phân, nhưng mà mình đừng có làm ô nhiễm cái đạo tràng của mình bằng những cái ganh tuông, giận hờn. Thì cái đạo tràng của mình nó trở thành tịnh độ, thành hữu độ. Thì nó hữu tịnh. Vậy thì có những cái hạt giống của các pháp ô nhiễm, nó được chất chứa trong A-lại-da. Và khi nó phát hiện ra thành nó thành ra các pháp ô nhiễm. Như là cái giận của mình là một pháp ô nhiễm. Và khi mà nó biểu hiện ra thì nó thành ra một cái cơn giận ô nhiễm, nó làm khổ mình và làm khổ người. Thì trong khi cái giận nó phát hiện như là một một pháp, một hiện hành, một phenomenon, thì nó là tạo tác ra những cái hạt giống khác, nó rơi rào rào vào trong A-lại-da. Và vì vậy cho nên các pháp nó nuôi, các pháp ô nhiễm nó nuôi A-lại-da, và A-lại-da giữ gìn và làm phát hiện lại các pháp ô nhiễm, nó cứ vậy mà nó đi. Và cũng vì cái lý do đó mà A-lại-da được gọi là cái thức của tất cả các hạt giống, nhất thiết chủng thức. Tiếng Phạn gọi là Sarva Bijaka. Sarva tức là tất cả, Bija là hạt giống. Chúng ta đọc lại tiếng Việt, chủng tử của các pháp ô nhiễm trong A-lại-da là khác hay là một với A-lại-da. Các chủng tử ấy trong A-lại-da thật ra không phải khác mà cũng không phải một với A-lại-da. Đó là cái lý gọi là phi nhất phi dị, not the same, not different, rất là quan trọng. Nhưng sự phát hiện của A-lại-da là có khả năng làm phát hiện tất cả các pháp ô nhiễm. Cho nên A-lại-da được gọi là nhất thiết chủng thức. Như khi chúng ta nói Đức nói tới Bụt Thích Ca như là một cái hóa thân của Bụt Tỳ Lô Gia Na, thì chúng ta có thể hỏi là Bụt Thích Ca là một với Bụt Tỳ Lô Gia Na hay là hai Bụt là khác nhau. Bụt Tỳ Lô Gia Na Vairochana là Bụt của pháp thân, Bụt của cái gốc. Và từ Bụt gốc á, nó phát sinh, nó phát khởi ra những cái Bụt gọi là Bụt hóa thân. Hóa thân gọi là Niết-mana. Niết-mana Kaya. Kaya là thân, Niết-mana là biến hóa. Thì từ cái Bụt gốc mà phát hiện ra hằng hà sa số Bụt và hóa thân. Nó giống như là từ cái chất gọi mà là H2O đó, mà nó hóa hiện ra nhiều cái rất là đẹp, ví dụ như là tuyết, như là mưa, như là nước đá, như là mây,
Vậy thì từ cái H2O đó nó biểu hiện ra rất nhiều hình tướng mà mình có thể nhận diện được, như là đám mây trên trời, như là màn sương mỏng, như là tuyết phủ trên đỉnh núi, hay là đại dương mênh mông. Thì pháp thân tỳ lô giá na, dhammakaya gọi là vairochana là tỳ lô giá na, pháp thân là dhammakaya. Từ cái pháp thân đó mà hiện ra thiên bất thức pháp thân, thiên bất ức hóa thân, ngàn muôn ức hóa thân, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thì mình thử đặt câu hỏi là hóa thân đó với pháp thân kia là một hay là khác, thì mình cũng trả lời như vậy là không phải một, nhưng mà cũng không phải khác. Như H2O là một với tuyết hay là khác với tuyết, H2O là một với mây hay là khác với mây, nó một không đúng lắm, nó khác cũng không đúng lắm, là tại vì ngôn ngữ nó không có thể chiêm trở được cái sự thật. Cái sự thật nó vượt khỏi cái ý niệm một và khác, same and difference. Thì Alaya với là các chủng tử nó cũng vậy, các pháp cũng vậy. Alaya là cái gốc, nó phát hiện ra các pháp, nhìn vào trong các pháp thì thấy Alaya, và nhìn trong Alaya thì thấy các pháp. Cho nên cái ý niệm không phải một, không phải khác là rất quan trọng. Nếu chúng ta có gốc Cơ Đốc giáo thì chúng ta sẽ hỏi Kitô, có phải là Kitô là Chúa Con? God the Son. Có phải một với là Chúa Cha hay không? God the Father hay không? Thì cố nhiên là có những người Cơ Đốc giáo họ đã tu lâu năm, họ đã học lâu năm, họ cũng có thể trả lời được rằng Chúa Kitô với là Chúa Cha, Chúa Con với Chúa Cha là không phải một, cũng không phải là khác. Và nếu họ thấy được như vậy, tức là họ đã chứng nhận được cái thực tài gọi là không một, cũng không khác. Mà cái cách diễn tả của đạo Bụt là phi nhất phi gì, phi nhất phi gì, phi nhất là not one, phi gì là not different. Nhưng mà trong đạo Bụt á thì là từ pháp thân nó tỏa hiện ra không biết bao nhiêu là hóa thân, vô số vô biên hóa thân. Và trong cái Cơ Đốc giáo thì người ta cứ nắm riết lấy cái ý niệm là Đức Kitô là một thôi, là có một của Chúa. God only has only one son, unique son. Cái đó là cái kẹt của Cơ Đốc giáo. Đó là cái nhận thức còn gọi là tương tức, tức là cái này nó nằm trong cái kia nó nằm trong cái này là cái kia là cái này. Nên trong Thánh Kinh thỉnh thoảng cũng có một cái câu nó biểu lộ cái thấy tương tức. Ví dụ như nói là you are but you are not because I am in you. Thì đó là cái biện chứng, gọi là biện chứng tương tức. The dialectics of interbeing nó có ở trong Thánh Kinh chứ không phải không có, nhưng mà các nhà thần học không có khai thác tới mức. Và theo cái tương tức đó, theo cái tự giác tương tức đó thì tất cả chúng ta, tất cả mọi loài mà gọi là thụ sinh creature đều mang cái bản chất của tạo hóa ở trong người. Nếu chúng ta dùng cái danh từ tạo hóa và tạo vật á, thì chúng ta có thể nói là tạo vật á, nó mang cái bản chất của tạo hóa ở trong người.
Và theo cái nghĩa đó không có ai trong chúng ta mà không phải là con của Chúa Cha hết. Mà Chúa Cha ở đây theo cái danh từ đạo buộc đó, là pháp thân. Từ pháp thân mà sinh ra, mà phát hiện ra hóa thân. Và nếu chúng ta đi theo con đường tiến hóa, evolution, mà tu tập, thì có thể là nay mai chúng ta cũng như Bụt Thích Ca, nghĩa là chúng ta là một hóa thân toàn vẹn của pháp thân Kỳ Lô Danh. Nhưng đứng về phương diện bản môn thì chúng ta đã là hóa thân đích thực của Tỳ Lô Giana rồi. Chỉ đứng về phương diện tích môn thôi thì chúng ta có mặc cảm là chúng ta còn phải tu thêm. Trang 6, bản tiếng Việt. Alaya và các pháp tạp nhiệm đồng thời làm nhân cho nhau. Điều ấy làm sao thấy được? Như cái đèn kia, sự phát sinh của ngọn lửa và sự đốt cháy của bức đèn được xảy ra hỗ tương và đồng thời. Cũng như khi hai bó lau cùng một lúc dựa vào nhau thì không bó nào ngã xuống. Ý niệm hỗ tương nhân quả ở đây cũng thế. Alaya là nhân của các pháp tạp nhiệm, các pháp tạp nhiệm là nhân của Alaya. Đây là định nghĩa chân thực của nhân duyên. Nhân duyên không còn nghĩa nào khác nữa. Mình định đọc sang bên tiếng Pháp coi thử làm sao. Connaissance receptacle et dharma suye sont simultanément cause réciproque. Comment cela? Comme une lampe, la naissance de la flamme et la combustion de la mèche sont réciproques et simultanées. Ou comme deux bottes de roseau qui, simultanément, s'appuyant l'une sur l'autre, ne tombent pas. De même, ici aussi, il s'agit de causes réciproques. La connaissance réceptacle est la cause des dharmas souillés, de même les dharmas souillés sont la cause de la connaissance réceptacle. Telle est la vraie définition de la condition causale, car une autre condition causale n'existe pas. Dịch cũng được lắm. Alaya và các pháp tạp nghiệm đồng thời làm nhân cho nhau. Cái này mình đã thấy rồi. Các pháp tạp nhiệm nó phát hiện ra dưới hình thức của những hiện hành, những cái formation, nó liên tục tạo cho Alaya cái nội dung. Đó là những hạt giống của chúng tôi. Nếu không có hạt giống để mà cất giữ thì Alaya đâu phải là Alaya nữa. Làm sao có năng tàng khi mà không có sợ tàng? Và nếu không có Alaya cất giữ để làm phát hiện các pháp thì làm sao có các pháp? Cho nên Alaya nó có nhân tướng và nó có quả tướng của nó. Các pháp cũng vậy, các pháp cũng có nhân tướng của nó và cũng có quả tướng của nó. Và nhìn vào trong cái này thì mình thấy cái kia, nhìn vào trong cái kia thì mình thấy cái này. Cái ví dụ mà mình đưa ra từ đầu khóa là đất màu và lá xanh. Nhìn vào trong lá xanh thì thấy đất màu, và nhìn vào đất màu thì thấy lá xanh. Hai cái làm nhân cho nhau. Như cái đèn kia, sự phát sinh của ngọn lửa và sự đốt cháy của bức đèn được xảy ra và hỗ tương và đồng thời. Hai cái, ngọn lửa và bức đèn, nó cùng sinh cùng diệt. Ngọn lửa nó đốt cháy cái bức đèn, và bức đèn nó đưa ra những cái ngọn lửa mới để cho ngọn lửa cũ nhường chỗ cho ngọn lửa mới.
Khi mà chúng ta nhìn vào ngọn lửa, chúng ta tưởng là một ngọn lửa duy nhất và liên tục. Nhưng mà đó là cái thấy dại dột. Thật ra là có một loạt những ngọn lửa tiếp nối nhau. Mỗi ngọn lửa như vậy có phần sự đốt cháy thêm cái tim đèn và đóng cái vai trò điều kiện đặng vô gian duyên cho ngọn lửa kế tiếp. Cũng như mình khi mình quay phim đó, thì mình thấy trong phim của mình nó có rất là nhiều hình ảnh, những hình ảnh đó nó nối tiếp vào nhau và nó tạo thành ra những hình ảnh linh động. Thì cái ngọn lửa này cũng vậy, ngọn lửa này là một cái hình ảnh linh động và nó được làm bằng vô số những cái hình ảnh rời rạc. Những hình ảnh mỗi cái hình ảnh rời rạc như vậy nó xảy ra chỉ trong một cái đơn vị thời gian rất là ngắn, gọi là sát na. Sát na, K-S-A-N-A, sana. Vậy thì mỗi cái ngọn lửa nó chỉ tồn tại trong một sát na thôi, và nó nhường chỗ cho một cái ngọn lửa thứ hai kế tiếp. Nhưng mà tại vì nó liên tục cho nên mình có cảm tưởng nó là một cái gì kéo dài và liên tục, thì thực ra nó sinh diệt trong từng sát na. Đúng về phương diện không gian thì cái đơn vị nhỏ nhất mà mình có thể nghĩ ra là lân hư trần, gọi là elementary particle. Lân hư trần tức là cái hạt bụi mà nó nhỏ cho đến nỗi nó trở thành láng giềng của không gian. Lân tức là láng giềng, hư là không có gì cả, nó là không gian. Hạt bụi nó nhỏ quá cho đến nỗi mình có thể lẫn nó với là hư không. Chữ rất là hay, lân hư trần, the neighbor of nothing, nothingness, the neighbor of emptiness. Lân hư trần, trần là hạt bụi, lân là láng giềng, hư là hư không. Vậy thì đứng về phương diện không gian nó là lân hư trần, đứng về phương diện thời gian nó là sát na, tức là cái đơn vị ngắn nhất của thời gian là sát na. Thì tất cả các pháp nó chỉ tồn tại trong một cái sát na thôi, và sát na sau nó đã là pháp khác. Nhưng mà kỳ thực cái pháp trước và pháp sau nó không phải là hai, mà cũng không phải là một, phi nhất, phi dị. Mình cũng vậy, trước khi mình đi vào thiền đường nhất định với lúc bây giờ, hai cái thực tại nó không phải là đồng nhất. Mà nói nó là hai cái hoàn toàn khác nhau thì không đúng, phải nói ra là phi nhất, phi dị, not the same, not different. Vậy thì cái cây đèn, cái ngọn lửa và cái bức đèn nó cũng như vậy. Cái bức đèn, cái tim đèn nó sinh diệt trong từng sát na, cái ngọn đèn cũng vậy, và hai cái nó cùng sinh cùng tử mà cùng giúp cho nhau. Hỗ tương tức là mutual, lẫn nhau, và đồng thời simultaneously. Có hai danh từ là hỗ tương và đồng thời. Và các pháp tập niệm và Alaya cũng được ví dụ với lửa đèn và tim đèn. Nó nương vào nhau và nó làm phát hiện ra nhau đồng thời, rất là hay. Và nếu mà mình hiểu được điều đó thì mình biết rằng là cái tuệ giác vô thường
và vô ngã nó quan trọng đến mức nào trong trong Phật học, trong sự tu tập. Nếu mình tiếp xúc được với cái sự thực về vô thường và về vô ngã thì bắt đầu mình thấy được các pháp rõ ràng trong tự thân của nó, và các pháp nó sẽ từ từ nó không còn ô nhiễm nữa. Và tại vì cái thấy của mình nó không bị kẹt vào cái ý niệm thường và ngã. Sở dĩ các pháp mà ô nhiễm là tại vì cái nhìn của mình nó bị kẹt vào cái ý niệm về thường và về ngã, permanence and self. Cũng như khi hai bó lau cùng một lúc dựa vào nhau thì không bó nào ngã xuống. Trong nguyên văn chữ Hán là lô thúc, nhưng mà sẽ chỉ phiên âm sao đó mà không phải là lô thúc. Coi lại cái bản chữ Hán có nhiều chữ phiên âm trật, nhờ các thầy các sư cô coi lại và cái chánh dùng rồi đánh máy ra cho đàng hoàng. Lô thúc là bó lau, giao lô là hai cọng lau nó giao vào nhau. Cái hình ảnh hai bó lau nó nương vào nhau một để cho đừng có ngã là cái hình ảnh do Đức Thế Tôn dùng, và ngài đã dùng nhiều lần trong kinh giao lô. Ý niệm hỗ tương nhân quả ở đây cũng thế, cái này làm nhân cho cái kia, cái kia làm nhân cho cái này làm quả cho cái kia, và cái kia làm quả cho cái này. Một nhân bao giờ cũng là một quả, không bao giờ có một cái mà chỉ có nhân không, mà không phải là quả. Và vì vậy cho nên nếu mình đi vào Cơ Đốc giáo thì mình phải nói rằng là tập thượng đế là nhân của tạo vật, nhưng mà mình phải nói tiếp tạo vật là nhân của tạo hóa, tạo hóa là nhân của tạo vật. Creator is the cause for the creature. Nhưng mà phải nói ngược lại, creature is the cause of the creator. Cũng như là thầy và trò, thầy làm ra trò và trò làm ra thầy. Nếu không có thầy thì làm sao mình được làm trò, và nếu không có trò thì làm sao mình được làm thầy. Vì vậy cho nên thầy làm ra trò và trò làm ra thầy, dễ quá. Cha con cũng vậy, và cho đến thân tâm cũng vậy thôi. Rất là hay. Cái cách nhìn này gọi là cách nhìn phi nhất phi dị, rất là hay. Và nếu các triết gia trên thế giới mà luyện tập để nhìn thực tại, để quán chiếu thực tại theo cái thấy bất nhị, theo cái thấy tương tức này, thì sẽ khám phá ra được nhiều cái điều mầu nhiệm. Và nếu các nhà thần học Cơ Đốc giáo mà biết đem cái thấy đó, tức là cái thấy phi nhất phi dị tương tức mà đi vào trong thánh kinh, thì sẽ khám phá ra được nhiều cái tuệ giác rất là sâu sắc. Và có thể làm mới lại được Cơ Đốc giáo, để cho cái thế hệ trẻ này họ nhờ, trong thời họ không có chỗ nương tựa, rất là tội nghiệp cho. Tại sao sự huân tập thì không khác biệt và đủ loại mà có thể làm phát hiện ra được các pháp vừa khác biệt và vừa đủ loại? Cũng như các chất thuốc nhuộm, trong khi nhuộm áo quần thì không thấy tính cách khác biệt và đủ loại. Nhưng khi áo quần đã được thấm nhuần chất nhuộm thì những màu sắc và đường nét trên áo quần được hiện ra khác biệt và đủ loại. A-la-da khi được huân tập cũng thế. Trong lúc nó được huân tập bởi các pháp khác biệt và đủ loại thì chưa thấy được tính cách khác biệt và đủ loại của nó. Nhưng khi huân tập xong rồi thì các pháp khác biệt và đủ loại phát hiện với tính cách quả sinh. Đọc tiếng Pháp ở trang 8. Comment l'imprégnation non divergente et non variée
peut-elle être cause de dharma divergente et variée? Comme le vêtement enduit de divers ingrédients, quand on l'enduit, il ne présente aucune variété. Mais quand il a pénétré dans le bain de couleurs, alors sur ce vêtement apparaissent diverses couleurs, divergentes, bigarrées et multiples. De même, la connaissance des réceptacles parfumés par diverses imprégnations, au moment de l'imprégnation, elle n'est pas variée, mais quand elle a pénétré dans ce bain de couleurs, qu'est la naissance du fruit, une foule de dharma variés s'y manifeste. Chúng ta đang ở tại làng Mai và chúng ta đang ở trong một cái quá trình huân tập giống như là một cái tấm vải nó đang được nhuộm. Và đôi khi chính chúng ta cũng không biết rằng chúng ta đang được huân tập. Đặt mình vào trong cái môi trường tức là để tiếp nhận cái sự huân tập. Đôi khi mình không có muốn đặt mình ở trong cái môi trường đó, nhưng mà mẹ mình đem mình tới hoặc là bạn mình mời mình tới, rồi tự nhiên nó xảy ra cái sự kiện là mình được đặt vào trong môi trường, cũng như là một tấm vải nó được đặt vào trong thuốc nhuộm thì mình chưa thấy gì hết, chưa thấy biểu dưới hiện gì hết. Cái sự phát hiện đó là mình không có thấy, nhưng mà sau một năm thì mình được phép thầy cho về thăm nhà. Thì gia đình của mình lâu nay không có thấy mình, bây giờ bắt đầu quán chiếu và thấy được mình. Cái cách mình đi, cách mình đứng, cách mình nói, cách mình cười, cách mình hành xử, tất cả những cái đó nó phát hiện ra rất rõ ràng. Cũng như là một tấm vải khi nhuộm thì mình đâu có thấy rõ ràng cái kết quả của cái nhuộm đâu, nhưng mà khi mà vắt rồi, phơi rồi, nó khô rồi, nó mới hiện ra tất cả những chi tiết đó. Mà nói là nếu mà thầy vô trước mà sống ở trong cái thời đại gọi là Kodak Fuji thì thầy sẽ dùng cái ví dụ phim Kodak, phim Fuji, là người ta muốn rửa phim á, người ta pha ra một cái thứ nước thuốc gọi là Revelator. Khi mà mình chụp hình á thì mình lấy cái phim đó ở trong bóng tối rồi mình nhúng vào trong cái nước thuốc gọi là Revelator, thì nó cần phải 20 giây, 30 giây, rồi đến khi mà đến lúc rồi thì đưa lên thì thể hiện ra những hình người này đang cười, người kia đang chạy rất là rõ ràng. Thì cái huân tập nó cũng như vậy, trong cái thời gian huân tập giống như là mình không có thấy được cái sự phát hiện ra nhiều cái hình thái khác nhau, về thân, về khẩu, về ý, về tài ba, về đức hạnh, về sự vướng mắc, về sự đau buồn. Nhưng mà sau cái thời gian huân tập rồi thì tất cả những cái chi tiết đó, kết quả của sự huân tập nó bắt đầu nó biểu hiện và người ta thấy rất rõ. A là da là sở huân, tức là cái đối tượng của sự huân tập, và các pháp và các thức là năng huân, tức là chủ thể của huân tập. Bây giờ chúng ta đọc lại có thể chúng ta có hiểu rõ hơn hồi nãy không? Tại sao sự huân tập thì không khác biệt và đủ loại? Varié, different, varié, mà có thể làm phát hiện ra được các pháp vừa khác biệt vừa đủ loại. Cũng như các chất thuốc nhuộm, trong khi nhuộm áo quần thì không thấy tính cách khác biệt và đủ loại, nhưng khi áo quần đã được thấm nhuần chất nhuộm thì những màu sắc và đường nét. Bây giờ chúng ta đọc lại có thể chúng ta có hiểu rõ hơn hồi nãy không? Tại sao sự huân tập thì không khác biệt và đủ loại? Varié, different, varié, mà có thể làm phát hiện ra được các pháp vừa khác biệt vừa đủ loại.
cũng như các kết thúc nhuộm, trong khi nhuộm áo quần thì không thấy tính cách khác biệt và đủ loại, nhưng khi áo quần đã được thấm nhuần tức nhuộm thì những màu sắc và đường nét trên áo quần được phát hiện ra khác biệt và đủ loại. Khác tức là gì? Đủ loại là tạp. A-la-da khi được huấn tập cũng thế, trong khi nó được huấn tập bởi các pháp khác biệt và đủ loại thì chưa thấy được tính cách khác biệt và đủ loại của nó, nhưng khi huấn tập xong rồi thì các pháp khác biệt và đủ loại phát hiện với tính cách quả sinh. Nghĩa là A-la-da đóng cái vai trò quả sinh, A-la-da đóng vai trò nhân, nhưng mà A-la-da cũng đóng vai trò quả. A-la-da đóng vai trò nhân để làm phát hiện các pháp, nhưng mà A-la-da cũng đóng vai trò quả tiếp nhận sự huấn tập của các pháp. Nếu mà không hiểu được thì thầy nghĩ chơi luôn, là nó quá dễ. Nghĩ chơi dịch trong pháp làm sao? Chỉ định nhân dịch trong pháp nghĩ chơi làm sao? Anh kiếm mà. Bye bye. Và chúng ta đọc tiếp. Trong Đại Thừa, giáo lý Duyên Khởi về sự phát hiện của các pháp rất vi tế và sâu sắc. Đại khái có hai loại Duyên Khởi phân biệt tự tính và Duyên Khởi phân biệt yêu thích và không yêu thích. Duyên Khởi phân biệt tự tính là pháp Duyên Khởi, theo đó các pháp được phát hiện từ nền tảng A-la-da. Vì tự tánh Duyên Khởi này có thể phân biệt các loại tự tính khác nhau. Duyên Khởi phân biệt yêu thích và không yêu thích là pháp Duyên Khởi diễn bày theo nguyên lý 12 chi. Vì tự tính Duyên Khởi này có thể phân biệt được cái yêu thích hay không yêu thích về những nẻo về thiện ác khác nhau. Mình hãy đọc tiếng Pháp thử. Ici, dans le grand véhicule, il y a une production en dépendance subtile et très profonde. Sommairement, ce pratiya samutpada est double. Le pratiya samutpada qui répartit les natures propres et le pratitya samutpada qui répartit l'agrément et le désagrément. Cái chữ pratitya samutpada nó có nghĩa là Duyên Khởi, không có gì hết. Ça veut dire production en dépendance. La production des dharmas en raison de connaissances réceptacles est le pratitya samutpada qui répartit les natures propres, car il est la condition même de la répartition des diverses natures propres. Le pratitya samutpada a 12 membres est celui qui répartit l'agrément et le désagrément, car il est la condition même de la répartition des existences agréables ou désagréables dans les bonnes et mauvaises destinées. Nó rất rối vậy nhưng mà dễ, không có sao đâu. Duyên Khởi tức là cái sự phát hiện của các hiện tượng căn cứ trên những cái điều kiện. Ví dụ như cái hoa là một cái sự phát hiện màu nhiệm, mà cái sự phát hiện đó nó nương trên những cái điều kiện mới có thể thấy ra được. Ví dụ như nó nương trên cái điều kiện của hạt giống, nó nương trên điều kiện của đất màu, nó nương trên điều kiện của ánh sáng, của sức ấm và của người làm vườn. Nó có những cái điều kiện, cái đó gọi là duyên sinh, la production en dépendance. Chúng
Thường các quốc gia hay ăn mừng cái ngày gọi là ngày độc lập. La Fête de l'Indépendance. Nhưng mà theo cái giáo lý này thì mình cũng phải đặt ra một cái ngày khác, lễ khác nữa, gọi là La Fête de l'Indépendance. Để mình thấy rõ ràng là cái sự an vui của quốc gia mình nó cũng dính liễu tới sự an vui của các quốc gia khác. Nếu mà mình không có lo cho sự an vui của các quốc gia khác thì mình khó để có cái sự an vui của quốc gia mình. Và nước nào cũng có một cái ngày lễ độc lập, nhưng mà theo cái giáo lý này mình phải có một cái ngày lễ khác để nhắc nhở mình rằng không có cái gì có thể độc lập được hết. Cái gì cũng tương tức, cái gì cũng nương nhau mà tồn tại hết, gọi là La Fête de l'Indépendance. Rồi mình thấy mình liên hệ tới những người khác, tới những quốc gia khác, tới những nền văn hóa khác. Mình rất là quan trọng. Mình hay nói bên Mỹ nó có cái Independence Day. Bây giờ mình lập ra cái ngày gọi là Interdependence Day. Interdependence tức là dependence, chứ có gì đâu. Interdependence nó hay hơn, là tương duyên, tương tức. Thì cô có tiếng Anh không? Đọc tiếng Anh cũng vậy thôi à. Đôi khi nó còn dở hơn nữa, nó còn sai hơn nữa. Thì đôi khi phải đi mau mau hơn chút nữa. Chúng tôi mình không có tiếng Anh để đủ để xài. Est-ce qu'on a assez pour le texte anglais? Ý? On n'a pas de dactylographe. Oui. Sư cô có bằng tiếng Anh, sư cô đọc. Dependent co-arising, as it appears in the container consciousness, is the most subtle and the most profound interpretation of dependent co-arising in the great vehicle. Đó là trang 22. In summary, there are two levels of dependent co-arising, that which distinguishes essences, and that which distinguishes the pleasurable and the unpleasurable. Dependent co-arising that distinguishes essences means that the arising of all things is supported upon the contender consciousness, for it distinguishes the essences of the causes of all the varied things. That which distinguishes the pleasant and the unpleasant is the therefore dependent co-arising, for it distinguishes the various different causes for the pleasant and the unpleasant in good or evil destinies. Cũng được. Cái duyên khởi đó, cái gọi là dependent co-arising đó, mình có thể phân biệt làm hai loại duyên khởi. Và đây là cái định nghĩa của Đại Thừa. Cái định nghĩa này coi như là định nghĩa căn bản. Thứ nhất là duyên khởi phân biệt tự tính, tức là cái loại duyên khởi để mà phát hiện ra những cái hiện tượng, những cái hiện tượng tuy rằng là có liên hệ với nhau trong cái quá trình, trong cái đường hướng tương tức, tương duyên, nhưng mà mỗi cái nó giống như là có cái tự tính của nó và cái tên gọi của nó, và mình có thể khái niệm được nó, mình có thể phân biệt được nó. Ví dụ như là
cái mà gọi là H2O, H2O, nó phát hiện ra, nó làm duyên khởi ra những cái pháp rất là kỳ diệu, như là đám mây, hay là sương mù, hay là tuyết trên đỉnh núi, hay là đại dương, hay là những cái tảng băng sơn. Tất cả những cái đó là những cái phát hiện từ H2O hết phải không? Và tuy là cùng phát hiện H2O, nhưng mà những cái tảng băng sơn nó không phải là đám mây. Những đám mây không phải là tuyết trên đỉnh núi, tuyết trên đỉnh núi không phải là sương mù. Cái đó gọi là phân biệt tự tính. Và mình có một ý niệm, mình có một cái khái niệm, một cái notion, một concept về tuyết, một cái ý niệm về mây khói, về tảng băng sơn, và mình biết tự tính của các pháp như vậy. Tuy rằng các pháp đó nó liên hệ với nhau mà tồn tại, nó phát xuất từ một căn bản là H2O, nhưng mà mỗi pháp giống như là nó đứng ở một cương vị khác nhau, mà mình có thể có một cái khái niệm về nó, và mình có thể có một cái tên gọi cho nó. Vì vậy cho nên các pháp á, nó có tự tính. Dầu tự tính của nó là duyên khởi, nhưng mà mỗi pháp nó có cái tự tính của nó, và mình có thể khái niệm được, và mình có thể gọi nó bằng một cái danh từ. Thì cái này gọi là danh ngôn huân tập, tức là huân tập bằng danh ngôn, bằng khái niệm. Còn như là các sư chú đều là học trò thầy cả, như là pháp trú, pháp niệm, nhưng mà pháp trú có cái tên pháp trú, pháp niệm có cái tên pháp niệm. Và mình có thể thấy được, mình khi mình thấy pháp trú thì mình thấy được pháp trú, mình nói đây không phải là pháp niệm. Tuy là hai người nó có liên hệ rất là mật thiết với nhau, cùng là anh em ở trong đạo hết, cùng từ thầy sanh ra hết, thì tuy có nó là duyên sinh, nó là tương tức, nhưng mà mỗi pháp nó đứng cái vị trí của mình. Đây là cái định nghĩa của duy thức học về pháp: nhậm kỳ tự tính, quỷ sinh vật giải. Nhậm kỳ tức là nó duy trì, nó giữ lại những cái tự tính của nó. Tự tính đây là những cái characteristic. Ví dụ như là nước đá đó thì nó cứng, cho nó không có mềm như là tuyết. Tuy là nước đá và tuyết nó cùng từ H2O mà ra, nhưng mà nước đá thì nó cứng, mà tuyết thì nó mềm. Thì cái tính đặc tính của nó gọi là tự tính, gọi là characteristic. Thì mỗi pháp á, nó duy trì được cái tự tính của nó, cái characteristic của nó. Như là pháp trú vẫn là pháp trú, pháp trú không cần là pháp niệm, nhưng mà vẫn là đệ tử của thầy như thường, thầy vẫn cưng như thường, không cần cái pháp niệm thầy mới thương. Thành ra pháp niệm phải là pháp niệm, pháp trú phải là pháp trú. Mình có cái tự tánh riêng của mình, tuy là mình liên hệ với nhau rất là mật thiết, liên hệ chiều ngang, liên hệ chiều dọc. Vậy thì các pháp là những cái hiện tượng có thể duy trì được cái tự tính của mình, cái characteristic của mình. Nó có cái khuôn khổ của nó, quỷ là cái khuôn khổ của nó, có thể làm phát sinh ra một cái ý niệm về nó. Giải tức là biết được, hiểu được, thấy được. Đó là ví dụ như pháp trú, có cái hình tướng của pháp trú, có cái tính cách của pháp trú, mình nhìn, mình nhận ra đó là pháp trú liền. Cái đó là quỷ, là những cái khung khổ, những cái đặc tính mà mình không lộn với pháp niệm được. Và nó làm phát sinh ra cái sự hiểu biết, cái khái niệm người ta về cái đó, gọi là nhậm kỳ tự tánh, quỷ sinh vật giải. Đó là cái definition của Dharma, của hiện tượng, của formation. Khi mình thấy pháp không thì đâu mình có lộn với pháp niệm được hả? Pháp không rất là khác.
Vậy thì duyên khởi phân biệt tự tính là pháp duyên khởi, theo đó các pháp phát hiện từ nền tảng ai lại ra, vì tự tính duyên khởi này có thể phân biệt các loại tự tính khác nhau, có thể khác nhau, nó có thể phân biệt. Và cái sự huân tập này thường được gọi là danh ngôn huân tập, tức là có những cái khái niệm, có những cái tên gọi, nó rất là quan trọng. Và trong cái tàng thức của mình, trong cái bộ óc của mình, nó giữ lại được rất nhiều những cái danh ngôn, những cái khái niệm. Hoặc bây giờ nó nói là cái óc của mình có thể giữ được cái hard disk trong này, có thể giữ được hàng triệu cái tên, hàng triệu cái khái niệm. Mỗi khi mình xúc tiếp và tự nhiên cái tên đó, cái khái niệm đó nó đi ra liền một tức. Cái hard disk ở trong cái đầu của mình, ở trong cái mỗi cái tế bào của mình, và Alaya nó giữ gìn tất cả những cái đó, nó có đã làm rất mất. Thứ hai là duyên khởi phân biệt yêu thích và không yêu thích. Là pháp duyên khởi giảng bài theo nguyên lý 12 chi. 12 chi tức là 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, vân vân. Vì từ tính duyên khởi này có thể phân biệt được cái yêu thích hay không, cái không yêu thích, về những nẻo về thiện ác khác nhau. Nó có 6 nẻo về, tức là thiên, nhân, atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có nẻo về. Và có những nẻo về thì mình thích đi về, có những nẻo về thì mình không có thích đi về, gọi là yêu thích hay không yêu thích. Và cái huân tập này gọi là hữu chi huân tập, tên gọi là danh ngôn huân tập. Cái này là hữu chi, hữu chi, hữu tức là có. Ba ba các cõi, hữu này tức là sự có mặt của mình trong ba cõi, trong các cõi. Khi mình nói rằng tôi ra đời làm cái gì mà tôi khổ vậy này, thì cái sự có mặt trong đời gọi là hữu, hữu chi. Và khi mình nói ngược là mình nói là sướng quá, mình có mặt ở trên đời, có ba sanh ra mình, có mẹ sinh ra mình, thì cái sự có mặt mình trên đời là hữu. Có những người chán ghét hữu, có những người là yêu thích hữu, nhưng mà có những cái nẻo về mà mình chán ghét nhiều hơn, có những nẻo về mình yêu thích nhiều hơn, thì cái này gọi là hữu chi huân tập. Là tại vì Alaya trong cái thời gian huân tập á, nó chuẩn bị cho nó để đi về một trong sáu nẻo. Có lẽ là mình đang chuẩn bị để đi về địa ngục mà mình không có biết. Đã biết bao nhiêu người trong giờ phút hiện tại đang chuẩn bị đi về địa ngục với là súc sanh mà không biết, là tại vì cái hoàn cảnh đang huân tập mình. Có biết bao nhiêu người cha mẹ sống không có chánh niệm, không biết rằng con mình đang được huân tập để đi về địa ngục. Địa ngục của ma túy, địa ngục của sắc dục, địa ngục của sự tàn phá thân tâm, mà con mình đang được huân tập mà mình không có biết. Con mình đang được huân tập để đi về địa ngục mà mình không có biết, tại mình bận rộn. Và đôi khi mình cũng đang được huân tập để đi về địa ngục mà mình cũng biết luôn, làm sao mà biết cho con được trong cái thời gian gọi là thời gian huân tập. Cho nên là phải thức dậy
phải biết rằng mình đang ở trong cái môi trường nào, mình đang được huân tập như thế nào, để mình biết rằng nếu mình để như vậy thì trong tương lai rất gần mình sẽ đi về cái nẻo nào trong sáu nẻo. Nẻo quý đói, hungry ghost, hay nẻo địa ngục, hay là nẻo súc sinh. Súc sinh là sống với cái bản năng thôi, không có tâm linh gì hết. Thì cái huân tập này không phải là huân tập từ thịt, mà huân tập từ thể. Từ thể tức là là luân hồi, tức là những cái sự nối tiếp của những giai đoạn sinh mạng. Nó là luân hồi, nó là kết sinh tương tục, the continuation of rebirth, our reincarnation. Thì huân tập là vậy đó. Thì hiện bây giờ đây mình đang được huân tập, và mình phải biết rằng mình đang được huân tập bởi những cái pháp nào. Cái pháp lặng mai thì chắc nó không đến nỗi gì nó đưa mình về địa ngục đâu. Pháp lặng mai là pháp tỉnh thức, pháp chánh niệm, thì nó sẽ đưa mình về những cái nẻo về tốt hơn, và là những cái nẻo về mình yêu thích. Nhưng mình phải biết rằng có những người bạn của mình, có những người con cháu của mình đang ở trong cái môi trường huân tập rất xấu. Và huân tập xong thì là cái nẻo đường đó nó mở ra, và mình sẽ đi vào trong đó. Cho nên cái giáo lý này nó rất là quan trọng, nó rất là cần thiết cho cái cho một cái nền giáo dục cho cái thế hệ trẻ. Tại vì ăn thua là những cái điều kiện huân tập, những cái thuốc nhuộm mà mình đang sử dụng. Mà thuốc nhuộm bây giờ người ta sử dụng là dễ sợ lắm. Ngay Internet cũng có thuốc nhuộm rất là đục độc hại. Và những cái sản phẩm vô tuyến truyền hình, vô tuyến truyền thanh, sách báo là những cái thuốc nhuộm rất là độc hại. Nó đang nhuộm từ từ cái a la giả thức của con em chúng ta, để mai ngày này những cái màu sắc và đường nét của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh từ từ nó hiện bày ra. Cũng như là mình rửa hình, khi mình rửa sanh xong rồi thì là những cái hình ảnh nó hiện ra. Thì con cháu của mình, thế hệ tương lai cũng vậy, đang được nhuộm, đang được nhuộm bằng những cái thứ thuốc nhuộm mà nó sẽ làm hiện lộ ra con đường súc sanh, nghĩa là con đường chỉ biết đi theo dục thôi, đi theo tư dục thôi, con đường ngạ quỷ, con đường đói khát lý tưởng, đói khát tình thương, đói khát hiểu biết, con đường súc sanh. Vậy thì mình là nhà văn hóa, mình là nhà đạo đức, mình là nhà chính trị, thì mình phải biết là mình đang cung cấp cái loại thuốc nhuộm nào cho thế hệ tương lai. Mình đang huân tập cái thế hệ tương lai bằng những cái loại thuốc nhuộm nào. Và chính mình đang để cho những cái nẻo về xấu ác đó nó đi tới với mình. Chúng ta đọc lại bằng tiếng Việt trước. Trong Đại Thừa, giáo lý duyên khởi về sự phát hiện của các pháp rất vi tế và sâu sắc. Đại khái có hai loại duyên khởi: duyên khởi phân biệt tự tính và duyên khởi phân biệt yêu thích và không yêu thích. Ta có thể nói duyên khởi phân biệt tự tính và duyên khởi phân biệt tự thể, nhưng mà tự thể nó không có rõ bằng yêu thích và không yêu thích.
duyên khởi phân biệt tự tính là pháp duyên khởi. Theo đó, các pháp được phát hiện từ nền tảng Alaya, vì tự tính duyên khởi này có thể phân biệt các loại tự tính khác nhau. Duyên khởi phân biệt yêu thích và không yêu thích là pháp duyên khởi diễn bày theo nguyên lý 12 chi. Vì tự tính duyên khởi này có thể phân biệt được cái yêu thích hay không yêu thích về những nẻo về thiện ác khác nhau. Ici dans le grand véhicule, il y a une production en dépendance subtile et très profonde. Sommairement, cette production en dépendance est double. La production qui répartit les natures propres et la production qui répartit l'agrément et le désagrément. La production des dharma en raison de la connaissance réceptacle est la production qui répartit les natures propres, car il est condition même de la répartition des diverses natures propres. Danh từ dữ quá nhưng mà cũng có gì đó. La production a 12 membres est celui qui répartit l'agrément et le désagrément, car il est la condition même de la répartition des existences agréables et désagréables dans les bonnes et mauvaises destinées. Ça va? Très facile. English. Dependent co-arising, as it appears in the container consciousness, is the most subtle and most profound interpretation of dependent co-arising in a great vehicle. In summary, there are two levels of dependent co-arising: that which distinguishes essences, and that which distinguishes the pleasurable and unpleasurable. Dependent co-arising that distinguishes essences means that the arising of all things is supported upon the container consciousness, for it distinguishes the essences of the causes of all the varied things. That which distinguishes the pleasant and the unpleasant is the twelvefold dependent co-arising, for it distinguishes the various different causes for the pleasant and the unpleasant in good or evil destinies. Mấy phút rồi. Thôi ngưng cho rồi. Nhiều quá sợ khó tiêu.